phần đầu tư và phát triển Việt Nam qua 60 năm hoạt động, hiện nay đã trở thành một ngân hàng thương mại có giá trị thương hiệu và quy mô lớn nhất Việt Nam, được tạp chí Forbes Hoa Kỳ bình chọn vào top 2.000 công ty đại chúng và quyền lực nhất thế giới. Trong khuôn khổ các hội nghị tương lai ngành tài chính cho The Asian Banker đăng cai, BIDV xuất sắc liên tiếp được công nhận là ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam, ngân hàng có sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam, ngân hàng thanh toán và ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam. Các danh hiệu đã đưa BIDV trở thành ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam nhiều năm liền được vinh danh ở các hạng mục giải thưởng quốc tế quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Trên chặng đường phát triển chung đầy tự hào đó, với vai trò là một chi nhánh trẻ và tiên phong tại những địa bàn tiềm năng, trong 3 năm hoạt động kể từ ngày 1/7/2015, BIDV Hóc Môn cũng đã kịp ghi dấu ấn đặc biệt với nhiều thành tựu phát triển vượt bậc và toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay từ năm đầu thành lập, 3 năm liền đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh với hàng loạt giải thưởng của tập thể và cá nhân liên quan đến hoạt động bán lẻ, bán buôn và tài trợ thương mại quốc tế. Trở lại xuất phát điểm để cảm nhận được đầy đủ tinh thần của một quyết tâm lớn. Với quy mô huy động vốn và tín dụng được bàn giao là 365 tỷ đồng, đến nay BIDV Hóc Môn đã đứng vào hàng ngũ những chi nhánh có quy mô khá lớn trên địa bàn, là chi nhánh đứng thứ 11 trên tổng số 36 chi nhánh BIDV ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Xét về quy mô tổng tài sản huy động vốn dư nợ tín dụng, xuất sắc lọt top 10 chi nhánh tăng trưởng tín dụng bán lẻ cuối năm 2016, chi nhánh tiêu biểu trong hoạt động bán lẻ năm 2017, top 9 chi nhánh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và top 30 trên toàn hệ thống được khen thưởng theo cơ chế động lực dành cho khách hàng FDI, FDI Challenger năm 2017. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, tổng huy động vốn và dư nợ đạt 8.100 tỷ đồng, tăng gấp 22 lần so với ngày đầu thành lập. Trong đó, huy động vốn đạt 3.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 4.000 tỷ đồng, quy mô tổng tài sản đạt 4.000 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 35% một năm. Số lượng khách hàng tăng trưởng vượt bậc từ 8 doanh nghiệp đến con số 570 khách hàng doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp FDI. Riêng khách hàng cá nhân phát triển mới là 20.000 khách hàng. Số lượng phòng giao dịch tăng từ 1 lên 4 phòng giao dịch trong 3 năm hoạt động, bao gồm phòng giao dịch Quyền Anh Thủ, phòng giao dịch Tân Sơn Nhì, phòng giao dịch An Sương, phòng giao dịch Tân Xuân. Trong đó có một phòng giao dịch đặt hàng đặc biệt với tổng quy mô bán lẻ bình quân tại các phòng chiếm 35% tổng quy mô của toàn chi nhánh. Xứng đáng là một trong những chi nhánh đại diện cho thương hiệu BIDV, một địa chỉ tài chính uy tín cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ cao với định hướng tăng cường hoạt động ngân hàng bán lẻ. BIDV Hóc Môn qua 3 năm đi vào hoạt động đã không ngừng gia tăng số lượng phát hành thẻ và dịch vụ Smart Banking, ứng dụng Uno, ứng dụng Samsung Pay, Internet Banking, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Số lượng phát hành thẻ lũy kế đạt 15.680 thẻ so với cùng kỳ năm 2016 là 3.950 với tốc độ 400% năm, lọt top hoàn thành kế hoạch phát triển thẻ tín dụng cao nhất khu vực trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc hoạt động kinh doanh bán lẻ của BIDV năm 2017, giải thưởng phát triển dịch vụ BSMS VN Top Up năm 2017, số lượng giao dịch tài trợ thương mại đạt 9.900 giao dịch, vinh dự là chi nhánh lọt top 10 về doanh số thanh toán tài trợ thương mại xuất khẩu cao của hệ thống, đồng thời cũng là một trong 9 chi nhánh tại khu vực miền Nam triển khai tốt dịch vụ thu hộ ngân sách nhà nước, được kho bạc và cục thuế huyện Hóc Môn đánh giá cao. Kết quả đạt được về tần suất giao dịch thu thuế đạt hơn 250 giao dịch ngày, lũy kế doanh số chuyển tiền về hội sở chính đạt gần 1.500 tỷ đồng. Được sự quan tâm hỗ trợ của ban lãnh đạo BIDV, sự điều hành linh hoạt, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy ban giám đốc, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể người lao động và sự ủng hộ của quý khách hàng thân thiết, đến nay BIDV Hóc Môn đã có những bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong quá trình phát triển, BIDV Hóc Môn đã không ngừng kiện toàn mô hình tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ lãnh đạo đủ tâm và tầm dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần tích cực hội nhập của cách mạng 4.0, triển khai thành công nhiều sản phẩm dịch vụ mang tính cạnh tranh và hàm lượng công nghệ cao, từng bước khẳng định sắc thái của một ngân hàng thương mại hiện đại hướng theo các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Trong hành trình đầy nhiệt huyết, trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống quý báu, bản lĩnh của BIDV kết tinh sau hơn nửa thế kỷ trưởng thành và phát triển, tập
thể chi nhánh Hóc Môn nhận thức và quyết tâm tiên phong thực hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, thể hiện qua các hoạt động xây dựng nhà tình thương tại huyện Hóc Môn, các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ quỹ người nghèo huyện Hóc Môn, ủng hộ quỹ tình thương của huyện, quyên góp ủng hộ các xã nghèo tỉnh Bến Tre, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Tập thể đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên chi nhánh cũng trở thành điểm sáng trong hệ thống với nhiều giải thưởng chuyên môn cá nhân trong công tác tuyển dụng, dịch vụ, kho quỹ, đạt nhiều thành tích thể thao xuất sắc trong hội thao BIDV toàn quốc, đồng thời góp mặt nổi trội trong các chương trình hành động của huyện, phong trào bảo vệ môi trường, làm sạch đường phố, giao lưu thể thao, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy sự gắn kết đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Sở hữu một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm, hiệu quả, giàu kinh nghiệm, BIDV Hóc Môn luôn sẵn sàng trong tâm thế mạnh mẽ, cam kết đồng hành, cam kết giá trị. Đến nay, tập thể chi nhánh đã có thể tự tin khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của gần 21.000 khách hàng gần xa, trong đó có rất nhiều khách hàng doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường và hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau như Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, Kho bạc và Chi cục Thuế huyện Hóc Môn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tôn Tân Phước Khanh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Năng lượng An Việt Phát, Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành công, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Elen Việt Nam, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Thanh Thanh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Kim Thịnh, Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Đạo, Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex, Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Minh Quang, Công ty Kính nổi Vinglacera, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, Công ty Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phạm Gia Phát Jewelry, Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Hóc Môn và rất nhiều công ty cá nhân, doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài địa bàn. Với mục tiêu không chỉ giữ vững vị thế của thương hiệu BIDV trên địa bàn Hóc Môn, tập thể chi nhánh khẳng định và tiếp tục chứng minh năng lực toàn diện và sự phát triển vượt bậc trên tất cả các mặt hoạt động, cam kết hài hòa lợi ích ngân hàng và khách hàng, thực hiện giá trị hoạt động cốt lõi, khách hàng là trung tâm, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế và xã hội trên địa bàn với phương châm chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công. Yo, we got a birthday in the